Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn câu số 15 trong phần Excel nâng cao. Thì ở đây người ta cũng yêu cầu mình sử dụng sức total để thống kê số lượng thành tiền theo loại hoa và mã hoa. Thì bước đầu tiên mình cũng cần quét chọn cái bảng dữ liệu. Mình sẽ tiến hành sắp xếp theo loại hoa và mã hoa. Thì đây các bạn quét chọn vào sort. Trong phần sort by này mình sẽ sắp xếp theo loại hoa thì mình sẽ chọn loại hoa và ở đây là A đến Z. Rồi mình sẽ sắp xếp theo mã hoa thì ở đây các bạn sẽ chọn add level. Ở đây các bạn sẽ chọn là mã hoa. Các bạn cũng chọn là A đến Z rồi chọn OK. Sau khi sắp xếp xong thì các bạn sẽ tiến hành thống kê cho nó bằng cách là mình sẽ vào subtotal. Đầu tiên là mình sẽ chọn là loại hoa và cái hàm mình sử dụng là hàm tính tổng là sum và mình sẽ tính tổng số lượng thì ở đây các bạn sẽ chọn là số lượng. Rồi các bạn chọn OK. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu mình thống kê theo mã hoa nữa. Vì vậy thì các bạn làm lại các bước đó một lần nữa. Đầu tiên là mình sẽ quét chọn dữ liệu. Các bạn vào subtotal. Yes. Ở đây các bạn sẽ chọn là mã hoa. Mình cũng sẽ sử dụng hàm sum và chọn vào số lượng. Các bạn lưu ý một điều, mình sẽ bỏ cái phần replay current subtotal này đi để cho nó giữ lại cái thống kê hiện tại. Rồi các bạn chọn OK. Mình đã hoàn thành xong. Vừa thống kê số lượng theo loại hoa và mã hoa. Như vậy mình đã hoàn thành xong câu 15. Chúc các bạn thực hành thành công.